chị em thân mến, nếu như các chị em đang gặp phải những tình trạng khí hư có mùi, khí hư bất thường, quan hệ vợ chồng đau rát, đau bụng kinh khi đến tháng, ngứa đấy, thì các chị em gì ạ? Hãy lắng nghe cơ thể của mình, bởi vì lúc đấy là bên trong cơ thể của chúng ta, bên trong bộ phận sinh sản của chúng ta thì đã lên tiếng, đã lên tiếng. Vì sao Gấm lại nói như vậy? Bởi vì trong quá trình chúng ta có kinh nguyệt hàng tháng, có quan hệ vợ chồng, dịch sản sau sinh con, độc tố do ăn uống hàng ngày, tế bào chết, những cái cặn bẩn nó tích tụ ở trong củ kính của chúng ta, hai bên vòi trứng, tử cung hoặc là buồng trứng, cầu tử cung, âm đạo của chúng ta đã gì ạ? Đã báo động. Thế cho nên là chị em gì ạ? Hãy lôi toàn bộ, dọn sạch cái hệ sinh sản của chúng ta ra, lôi toàn bộ cặn bẩn, lôi toàn bộ độc tố ra bên ngoài để trả lại chúng ta một vùng kín sạch sẽ, thơm tho chị em nhé. Giải pháp của Gấm vẫn đưa ra là gì ạ? Đó là thảo mộc quả cầu cung điện của Nga. Thành phần chính là tạng hồng hoa chị em nhé. Thành phần chính là tạng hồng hoa, tiêu viêm và thải độc. Chúng ta chỉ cần 3 đến 6 ngày chúng ta đặt một viên. Có kinh không đặt, sạch kinh sau 3 ngày chúng ta đặt tiếp một viên. Nó sẽ gì ạ? Nó sẽ hút toàn bộ cặn bẩn, độc tố tích tụ ở trong bụng kín của chúng ta ra bên ngoài, mà chúng ta không phải ngâm, không phải sông, không phải kiêng quan hệ vợ chồng hoàn toàn chị em nhé. Khi chúng ta đặt một viên ở hộp đầu tiên, một hộp có 6 viên, nó sẽ đọc bệnh cho chúng ta, cho chúng ta gì ạ? Thấy được rằng là hệ sinh sản của chúng ta, bộ phận của chúng ta đang gặp phải những tình trạng gì và bẩn nó đang ở bộ phận nào chị em nhé. Sản phẩm có dấu hiệu khỏi bệnh rất rõ ràng là khi bẩn không còn da nữa, mảng da trắng tinh, khô son, bã thảo mộc gì ạ? Không còn dính một chút nào ở trên đó. Thì lúc đấy là gì ạ? Cơ thể của chúng ta đã sạch sẽ. Và không những gì, không những chúng ta khỏi bệnh mà vùng kín chúng ta được se khít, được hồng và trẻ hóa vùng kín, nước non thì giạt ra. Hãy đặt quả cầu cung điện ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe vùng kín của chúng ta và chống các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, chống bệnh ung thư phụ khoa chị em nhé. Xin chào tất cả các chị em.